Hoài Phương và nhóm bạn đang đặt mua một tour du lịch Dubai 6 ngày với giá gần 27 triệu đồng. Nhưng chất lượng khách sạn 4 sao, máy bay khứ hồi 5 sao đang được Phương cân nhắc. Vì đây là thời điểm giá đang được giảm tới 30% do các nước đồng loạt mở cửa sau khi có hộ chiếu vaccine cho công dân. Bây giờ thì bọn tôi cũng đang là săn tour giá rẻ cả trong nước, cả quốc tế để chuẩn bị mấy tháng tới này bọn tôi đi. Theo ghi nhận tại các công ty du lịch, hiện các tour du lịch cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đăng ký tại các công ty này cũng đang tăng trưởng gấp 100 lần so với cùng kỳ của năm ngoái và dự kiến con số tăng trưởng sẽ còn lên cao. Xu thế thứ nhất là khách hàng đi tự do, mong muốn đi tự do đặt qua công ty du lịch các cái sản phẩm combo. Tình huống thứ hai là khách đặt tour chọn gói thì năm nay đi nhiều hơn. Lượng khách đi du lịch vào dịp hè và đặt cho công ty và cũng như là gia đình đi rất là đông và cực kỳ là đông, và dự kiến là năm nay là sẽ là bùng nổ của cả du lịch quốc tế và cả du lịch nội địa. Đến thời điểm hiện tại, quỹ phòng tại các địa điểm đẹp như là Phú Quốc, Nha Trang hay những địa điểm gần Hà Nội như Quảng Ninh cũng đã dần cạn. Giới chuyên gia nhận định việc du lịch mở cửa trở lại đã đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân sau thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của đại dịch. Du lịch tăng trưởng cũng sẽ góp phần không nhỏ trong việc khôi phục lại nền kinh tế. Sen hôm ôi sao tuyệt thế, giải pháp còn riêng cho ngôi nhà chúng ta. Hoa Sen Hôm, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen.